Bác biết rằng, nhân tiện nói tội hòa giải, bác biết là ông Nguyễn Thanh Tú mới thắng được một cái vụ kiện với Việt Tân. Mà cái vụ này là không liên quan gì cái vụ giết năm nhà báo. Cái vụ này chỉ là cái vụ cái tên Việt Tân thôi. Đấy. Vụ Việt Tân mà ngày mùng 1 tháng 5, tòa San Francisco xử. Mà mấy tháng đây, trước đây hồi tháng 2 đó, bên Việt Tân ra một thông báo là thắng rồi, là Nguyễn Thanh Tú và bên luật sư không có xuất hiện. Thế nhưng mà thật sự rằng á, họ có tới, nhưng mà bên Việt Tân á, cố tình nói rằng không tới. Mà theo tôi nghĩ rằng á, bên Việt Tân á, họ luôn luôn soạn sẵn những cái bản tin, một cái bản tin A và bản tin B. Bản tin A đó thì sẽ thua, thì sẽ phát hành ra. Nhưng mà cái phần thua đó họ sẽ, cái là điền vào sau là thua như thế nào và lẽ nhiên họ sẽ phiên tạc. Để cái phần thắng ấy, thì họ sẽ là hồ hởi phấn khởi. Tôi xin dùng cái chữ này trong nước, hồ hởi phấn khởi lên. Thì cái hồi tháng 2 đó, là tháng riêng năm 2018, tòa đã muốn hủy cái vụ kiện của Việt Tân, là đòi cái tên Việt Tân. Cũng giống như là kiểu mà ông Linh Mục đòi tên mà trả lại tôi tên Sài Gòn đó, trả lại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn đó. Thế rồi ông bây giờ ông được một lô tiền, ông đi vào tối nào cũng cảm tạ Chúa cho con được một số tiền này. Tên Sài Gòn á chưa không thấy đâu, nhưng mà chắc chắn là trong cái túi của ông tiền nhiều lắm. Thì cái hôm đó đó, tòa yêu cầu anh chứng minh tôi xử, nhưng mà anh phải chứng minh rằng anh đã serve, tức là anh đã tống đạt cái đơn kiện của anh cho Nguyễn Thanh Tú chưa. Thì bên Việt Tân không chứng minh được. Và chúng tôi gửi thơ gửi ra nhưng mà không thấy họ chấp nhận, không thấy họ trả lời. Thế mà đồng ý họ, anh có quyền default, tức là anh gọi là mặc định. Đồng ý anh mặc định, nhưng mà anh phải chứng minh rằng anh đã đưa cái đơn kiện cho ông Nguyễn Thanh Tú. Và ông Nguyễn Thanh Tú không trả lời thì trong vòng 25 ngày. Thì anh mới có quyền xin, đó là xử mặc định, tức là khiếm diện. Còn đang anh không chứng minh cho tòa biết, thì tòa bảo yêu cầu ngay lập tức, ngày hôm nay 18 tháng Giêng, okay, à mùng 6 tháng Giêng năm 2018, phải làm một cái motion, tức là làm một cái chứng minh rằng gọi là ông khởi tố ông Nguyễn Thanh Tú, và ông Nguyễn Thanh Tú phải nhận được. Thì lúc đó đó thì bên kia thì có sẵn luật sư mới lại ấy đây rồi, thì họ tống nha. Thì bên này nhận thì nhận có 25 ngày trở lại. Thì tháng 2 ra đó thì bắt đầu xử, nhưng mà chỉ là lúc đầu viên xử đầu tiên thì hỏi là thủ tục pháp lý, hỏi qua hỏi lại những có làm có đúng hay không, hay có ai khiếu nại gì không, hay có ai muốn nó hủy bỏ hay không, hay là gì đại khái. Và hôm mùng 1 tháng 5 là tòa xử thì tất cả những bốn cái điều mà Việt Tân đòi hỏi là đòi lấy lại cái tên, cái thứ hai là bắt bên ông Nguyễn Thanh Tú phải xin lỗi, và thứ ba là phải bồi thường những cái số tiền trong thời gian mà cướp cái tên Việt Tân, cái thứ tư là phải công bố lên trên public, tức là dư luận, là về vấn đề này. Ok, thì trong đó là cái vấn đề điều kiện, đây là điều kiện trong cái tòa hòa giải ở bên Việt Tân. Thì cái tòa hòa giải đó thông thường thì họ gọi cái người nguyên đơn, tức là bên Việt Tân vào trước, xong rồi các ông muốn gì thì đó bên luật sư của bên Việt Tân đưa ra bốn điều là như vậy.
Thế bên sau đó thì họ mời bên Nguyễn Thanh Tú, mời luật sư vào. Ở bên nguyên đơn họ đòi như này, các ông muốn muốn thế nào. Thì sau đó thì ông tòa mới gọi hai bên ngồi vào. Đấy, ông đòi bốn điều, bên này không từ chối hết cả bốn điều. Đó. Và bây giờ họ lại còn ngược lại họ đòi như thế này, các ông quyết định như nào. Thì cuối cùng thì bên Việt Tân cũng như bên ấy đều đồng ý một điều. Okay. Ai về nhà nấy. Tức là không có ai được thắng được cái gì hết, Tan hàng cố tan gắng. hàng cố gắng và làm lễ tưởng niệm. Thì ông bên Việt Tân, ông Nguyễn Thanh Tú leo lên máy bay đi về lại Houston, thì tiếng máy bay từ Mỹ từ San Francisco về Houston là 3 tiếng, chưa kể thời gian chờ đợi phi trường vô khoảng 4-5 tiếng. Nguyễn Thanh Tú về đến nhà mở ra thì thấy được một cái lá thư của Việt Tân thông báo, thì Nguyễn Thanh Tú gọi là thông thông cáo báo láo chứ không phải thông cáo báo chí. Thông cáo báo láo, bữa nay mình có thêm một cái từ nữa, thông cáo báo láo. Thì trong cái thông cáo báo láo đó, Việt Tân nói là thắng, bên Nguyễn Thanh Tú bị thua này kia, đại khái là lung tung rằng. Thì Thanh Tú đã làm một cái video và chiếu từng đoạn đoạn phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Đấy. Thì đầu tiên á bên cái về cái tên. Thì bên Thanh Tú và bà Dương Thị Phương Hằng là cái người ở trên Sacramento. Bà Dương Thị Phương Hằng lấy cái tên Việt Tân. Đấy. Tức là Việt Nam Reform Party, tức là Việt Tân. Thì bên Việt Tân họ đòi cái tên, họ bảo là cái tên của tôi như này tôi có từ lâu rồi này kia đại khái. Thì bên luật sư của Nguyễn Anh Tú hỏi rằng, ok cái tên này là như thế nào? Bên Việt Tân nói rằng họ là unincorporate, và với cái tư cách là unincorporate tức là ẩn danh, thì họ không cần phải lấy công báo cho mọi người biết này kia. Đấy. Thì nhưng mà theo cái luật, cái unincorporated nó thuộc về cái phần trademark, tức là cái nhãn hiệu. Cầu chứng tại tòa về vấn đề một sản phẩm nhiều hơn là một cái tổ chức chính trị. Thì bây giờ đó, quý vị làm chính trị hay là quý vị làm về sản phẩm, thì họ nói rằng họ không làm chính trị. Thì bên luật sư Nguyễn Thanh Tú mới đưa ra những hình ảnh mà Việt Tân làm, đây là tổ chức Việt Tân. Đấy. Nó là tiền thân của nó là Mặt trận Quốc gia Giải phóng Thống nhất Việt Nam. Đấy. Và tháng 7 năm 2007, ngày 2004, họ chính thức đổi tên là Việt Tân. Thế nhưng mà đã họ là họ dùng cái tên Việt Tân, họ bỏ cái tên Mặt trận. Thì cái Việt Tân này nó là cha đẻ của cái thằng Mặt trận, mà Mặt trận lại tổ chức chiêu dụ chiêu mộ kháng chiến quân ở trong Thái Lan này kia này, thì đại khái như vậy. Thì như vậy cái tổ chức này là cái gì, và theo luật unincorporate là anh không có quyền kiếm trên 5.000, mà nếu mà anh phải kiếm trên 5.000 á thì anh phải không phải là unincorporate. Thì bên luật sư đó đánh qua đánh lại, nhưng mà cuối cùng đó thì Nguyễn Thanh Tú bảo thôi, họ muốn cái tên Việt Tân ấy, thì tôi trả lại cho họ đó. Tại vì tôi chẳng lấy cái gì hết, tôi không lấy tên, không lấy cái tên Việt Tân, tại vì cái tên này nó bẩn thỉu lắm, nó thối hoác à, nó đi lường gạt đồng bào, là tôi lấy để làm cái gì, thấy tôi không phải là Việt Tân. Đấy. Thì tôi trả lại cho họ là Việt Tân. Thì bên kia nó mừng húm, mừng húm là tại sao, thì vô tình anh xác nhận anh là Việt Tân, tại vì từ xưa nay anh nói anh không phải là Việt Tân, anh trốn mà. Đây là rơi vào bẫy của luật sư bên của Nguyễn Anh Tú. Tuy nhiên anh đòi bồi thường, thì bên luật sư Nguyễn Anh Tú bảo unincorporate là anh 1 năm anh không có quyền kiếm quá 5.000, mà anh đòi bồi thường 108.000 cộng thêm 4.000 mấy là cái tiền mà gọi là bồi thường cảnh cáo này kia, tổng cộng là bên Việt Tân đòi 134.000, hơn 134.000. Thì bây giờ anh không có bị mất thất thoát thì sao anh xin đòi bồi thường? Anh muốn chứng minh rằng anh bị thất thoát. Okay. Và bây giờ chúng tôi cũng vậy, từ hồi chúng tôi lấy cái tên Việt Tân chúng tôi đâu có làm gì đâu, mà bây giờ chúng tôi có tiền mà làm ra tiền mà anh bảo là anh bị thất thoát. Đấy. Thành ra đó, cái điều thứ nhất là cái tên, ok, Việt Tân lấy lại được, nhưng mà không làm gì được, mà vô tình lại xác nhận
I am Việt Tân. Cái thứ hai đòi bồi thường, không được bồi thường. Bên luật sư Nguyễn Thanh Tú trả lời mấy ông quan tòa, chúng tôi không bồi thường. Chúng tôi trả lại cái tên Việt Tân nhưng mà chúng tôi không bồi thường bất cứ một cái gì. Cái thứ ba là phải công bố lên trên báo chí chúng ta, chúng tôi không có cái gì lỗi hết, chúng tôi không có công bố. Đấy. Và theo thỏa thuận, hai bên là theo luật. Hồi xưa tôi thưa ông Ngô Kỷ là lệnh cách ly. Và khi mà ra, hai người ra không có ra tòa, mà chỉ ra cái tòa hòa giải. Trong cái tòa hòa giải, ông Ngô Kỷ ký và tôi ký, và Ngô Kỷ rất tôn trọng. Trong 3 năm, hai bên không được tấn công lẫn nhau. Đấy. Nếu mà tôi làm gì, điều gì sai đó, thì Ngô Kỷ vẫn có quyền phê bình. À, ông Hùng làm sai, ông Hùng đi ăn cắp cái chỗ này và bị cảnh sát bắt thì cái đó không sao. Nếu mà tôi có đi ăn cắp, nhưng mà nếu ông Ngô Kỷ bịa lên một cái chuyện mà tôi không làm thì Ngô Kỷ bị lỗi. Thì đây cũng vậy. Việt Tân đã mở một con đường để cho ông Nguyễn Thanh Tú có quyền phản biện bằng cái video. Bác Cường là về sẽ coi cái video vui lắm. Thì đó đại khái là những cái chuyện mà bây giờ Việt Tân thua cái hiệp đầu. Là cái, để đây có cho mọi người biết luôn, hai cái vụ kiện khác nhau. Vụ kiện này chỉ vì cái tên Việt Tân. Và bên Việt Tân bây giờ kể từ ngày hôm nay họ chính thức là Việt Tân, mà ông Nguyễn Thanh Tú gọi là một cái tên bẩn thỉu, một cái tên dùng để lừa gạt mọi người, đó, một cái tên để thay thế cái chữ mặt trận ngày xưa. Còn cái phần thứ hai là cái phần mà ông Nguyễn Thanh Tú thưa Việt Tân, thưa đài BBC, thưa đài VOA, thưa tờ Người Việt, thưa đài RFA, thì cái vụ đó chưa xử. Và thưa luôn cả một cái vụ kiện khác có dính không dính tới đài, không tính như Việt Tân mà dính tới đài RFA mới lại BBC, lại cái việc đó lại một cái vụ kiện khác ở một tiểu bang khác là tiểu bang Maryland. Còn cái tiểu bang mà sắp sửa xử đến đây là sẽ là ở bên Houston. Thì cái mà ông Tú làm là còn hai vụ kiện nữa mà chưa xử. Anh tại sao anh quan tâm thế? Tôi thấy thì là cái người Việt Nam mà đưa nhau ra tòa đó là buồn cười rồi. Và cái thứ hai đó là ông Thanh Tú này, ông ấy muốn cái gì, tiền đâu ông ấy làm cái đó. À, cái nhiệm vụ gì mà ông ấy làm cái đó. Đây. Ông ấy được giao cái sứ mạng gì. Cái chuyện đó thì không biết bác, nhưng mà ông là đầu tiên á. Trong cái vụ kiện mà sắp sửa tới đây đó, nó hai cái vấn đề. Một cái vấn đề hình sự và một cái vấn đề về dân sự. Thì cái vấn đề đó, hình sự đây đó là tức là vấn đề mà bên Việt Tân ám sát năm nhà báo. Thì cái vụ đó, đó chắc chắn là sẽ được giải quyết. Bởi vì nó có dây dưa dẫu má tới CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ. Đấy. Thì Bộ Quốc phòng Mỹ và CIA đã đang dàn xếp với lại Nguyễn Thanh Tú. Và nếu mà Nguyễn Thanh Tú muốn làm vẫn được như thường, nhưng mà số tiền tốn tối thiểu là 500.000, tức là nửa triệu. Thì cái vụ mà dân sự đó, tức là coi như là những gia đình phải bị chịu những cái sống trong những khắc khổ, những cái lo sợ mấy năm nay là đại khái vậy đó, 30 mấy năm. Thì hai cái chuyện đó, vấn đề tôi không có, chẳng có liên quan gì đến tôi hết. Ở Việt Tân đi ở tù ấy, Việt Tân giải tán cũng chẳng liên quan gì hết. Nhưng mà tại vì nó liên quan là tại vì làm báo. Mà tại vì KBC hải ngoại tôn trọng sự thật và muốn không bị người ta lường gạt, là Việt Tân đã lường gạt nhiều lần rồi, nhiều người rồi. Đấy, thành ra chúng tôi quan tâm ở trong đó. Và khi nó chấm dứt được cái chuyện này thì nó thêm một cái trò hề trong cộng đồng. Nó được, cái một vở kịch nó được chấm dứt. Nó được hạ màn. Tuy nhiên là làm cái gì đó thì là nó như thế này, thưa bác. Ông Nguyễn Thanh Tú trong cái video ông có nói rằng đó, ông kỳ vọng vào người Việt Nam ở trong nước. Ông không kỳ vọng nhà nước nha. Ông khôn lắm, ông không nói. Chỉ cần 100.000 người dân trong nước ủng hộ ông là ông có tiền để mà tiếp tục cái vụ hình sự. Đấy. Còn nếu mà không có hình sự thì nó vẫn đi dân sự được như thường. Thì hình sự là cái gì? Như lúc nãy tôi nói là 500.000. Thế giờ 100.000 người dân trong nước, mỗi một người đóng cho ông
$5 thôi. $5 là khoảng bao nhiêu? 200.000. Thì $5 không á là $5 là bao nhiêu cơ? Mỗi một đô la là 20. Đấy, thì $5 là 100.000, là 100.000 người thì sẽ ra nó là một số tiền dư sức cho ông để ông làm cái chuyện đó. Thì đó là cái điều mà ông Nguyễn Thanh Tú ông nói thẳng ở trong cái video mà. Ông chỉ cần 100.000 người dân trong nước ủng hộ cho ông là đủ rồi. Đó là ông dư sức ông làm cái tiến hành cái vụ này. Thế nhưng mà dù thắng hay thua, theo tôi nghĩ rằng á, cái đảng Việt Tân bây giờ ấy, là đã bị cái gọi là thoái trào rất nhiều. Ngay cả trong cái ban chấp hành của ông Bùi Thế Phát bây giờ, ông Nguyễn Văn Long, đấy, ông Long Nguyễn á, phó chủ tịch, là người của ông của Việt Tân. Cả các ông phó chủ tịch nội vụ và ngoại vụ đều là người của ông. Thành ra đó là lý do tại sao mà ông Phan Kỳ Nhơn lúc thì ủng hộ ông Bùi Thế Phát, lúc thì không ủng hộ ông Bùi Thế Phát. Và tôi nghĩ rằng cái vở kịch nó tới đây nó sẽ hạ màn rồi. Dù cái vấn đề vụ kiện của ông Nguyễn Thanh Tú tới đâu thì tới. Nhưng mà tôi quan tâm là tại vì tôi là nhà báo, tôi muốn chuyển tin tức cho bà con thế thôi thưa bác. Còn nếu mà tôi làm sai thì bên Việt Tân họ thưa tới lâu rồi. Sai đúng thì nó cộng đồng này thì nó lu bu lắm ông ơi. Dạ vâng, nó lu bu lắm. Dạ vâng, bây giờ thì nó loạn trình hầu hết rồi. Mà này, giáp nhau ra tòa thì nó... Dạ.